Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin gửi đến tất cả quý giám khảo và toàn thể tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và ca khúc dự thi của hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hồi Anh nhập phối đồng bằng tên Rơi ạ. Xin em đứng đây một lần lắng nghe dù vài giây. Con tim anh chưa từng cất lên lời yêu bấy lâu, gọi thầm anh trong nơi em từng ngày vì người vẫn quá xa xôi. Xin em cho anh những giấc mơ kia, cho anh chung lối em đi. Một ngày nào hoa chiếc lá trên vênh đầu cành, chút gió lùa nhẹ bóng rơi. Một ngày nào đó rơi trong nơi em vừa ngồi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve che chở. Cho ai những giấc mơ kia, cho ai chung lối em đi. Một ngày nào hoa chiếc lá trên vén đầu cài, chút gió luồn nhẹ bóng rơi. Một ngày nào đó rơi trong nơi em vừa ngồi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve che chở. Ngày nào hoa chiếc lá trên vênh đầu cành, chút gió lùa nhẹ bóng rơi. Một ngày nào đó rơi trong nơi em vừa ngồi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve che chở. Và xin mời phần nhận xét của chú nhà báo Phùng Huy ạ. Con xin mời. Chào Hoài Nam. Dạ. Chúc mừng em đã hoàn thành phần thi. Dạ, em cảm thường ơn. Tôi đi dự mấy cái cuộc thi đồ này kia mà mình sẽ, thường thường mấy cái người lên đầu là hay bị khớp cái này khớp cái nọ rồi. Người ta gọi là ôm bom đi đầu, nhưng mà em ôm bom là quá giỏi rồi. Dạ, em cảm ơn. Em hát có cái giọng hát là rất là tốt. Dạ. Tuy nhiên có một số cái chỗ mà lúc mà em á thì nó hơi bị lạc chút xíu. Nhưng mà nói chung là nguyên một cái bài này thì em trình bày rất tốt, điều phối từ cái kỹ thuật điều phối hơi rồi sử dụng cái micro rồi này kia, thì không biết là em là có tập thanh nhạc hay ở đâu mà. Dạ, hiện tại thì em cũng có đang học thanh nhạc ạ. À vậy hả? Dạ. Rồi thôi, chúc mừng em nha. Dạ.